Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh The Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với cái bé gọi là Phù Thủy Áo Đen. À, hôm nay mình sẽ nâng cho nó lên level 40 nha các bạn, cho chú ấy lên một cái tầm cao mới, cũng như là một cái sức mạnh vô cùng là bá đạo. Đó, maximum. Nếu như mà muốn lên nữa thì mình cần phải mình cần phải lên sao cho chú ấy nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái khu vực list để cho các bạn xem sức mạnh của bé Phù Thủy khi mà lên level 40 thì sẽ như thế nào nhé. Hôm nay mình sẽ mang cùng các bé Titan Điện level 35. Bé Titan này thì tuyệt chiêu này đã được luyện trong lò bát quái nha mọi người. Đó, sức mạnh vô cùng ghê gớm luôn. Mình thì mới có chữ A trừ thôi, chúng ta còn thiếu một chút xíu. Đó, Phù Thủy Áo Đen của chúng ta sẽ bị knock out. Ôi trời ơi. Đây, Titan Điện sẽ ăn được một mạng. Rồi, đến với Phù Thủy nữa hả? Oh my god, anh này thì đẳng cấp hơn, chỉ cần một hit thôi là hạ mình luôn rồi. Không cần phải chào hỏi quá nhiều. Wow, và các bạn ơi, hãy tới nghe nghe thông tin đó chính là các bạn sẽ được đi học trở lại, nhưng mà học học online thì phải. Anh em có thông tin nào mới mới có thể comment chia sẻ hãy tới biết với. Thông tin này có đúng là sự thật hay không nhỉ? Vì hiện tại đại dịch các bạn sẽ không được đi học đến không được đến trường, nhưng mà các bạn sẽ được học online tại nhà, có thể học trên tivi vào khoảng khung giờ từ mấy giờ tới mấy giờ đó. Đó, bạn nào có thông tin gì mới hay là chưa biết có thể comment bên dưới video nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử. Đây là bé Lâm Vương, mình lai hoài luôn vẫn không ra con này các bạn. Ở cái nick kia thì mình ra, nhưng mà cái nick này chả hiểu sao nó không chịu ra. Wow, anh bạn này thì level 25 và 18k. Vậy là Phù Thủy Áo Đen khi mà lên level 40 thì lượng sát thương của chúng ta sẽ nằm ở mức 25.000 nha mọi người. Rồi, Titan Điện 1 sao. Hình ảnh ấn tượng khó phai. Banh cái lóc của mình rồi. Tới luôn. 19k. Wow, hiệp thứ hai chúng ta đã chiến thắng khá là tuyệt vời. Đội hình các bạn thì khá là nhẹ. Đội hình này cũng nhẹ nữa. Hôm nay làm như là cái ngày may mắn của mình hay sao đấy. Sẵn mình luyện chữ cho cái bé Titan Điện thì tụi em mới chỉ có cái chữ A trừ thôi. Lượng sức mạnh đang còn bị khống chế khá là nhiều. Wow, lớn con cầm cư được luôn hả men. Và không biết các bạn nào để ý không, khi mà chúng ta sử dụng chiêu á là nó sẽ có một cái độ chênh lệch khá là đáng kể. Có con thì mình gõ một cái nó chết, còn có con thì mình gõ hai cái nó mới ngậm. Đó, victory nha. Chiến đấu được có 3 hiệp thôi, không cho mình chơi tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham gia cái sự kiện đây. Thu hoạch 8 cặp vàng. Rồi, mình sẽ cố gắng mình đi thu hoạch vàng, mình làm cái gì. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái khu vực arena để làm nhiệm vụ nha các bạn. Đây. Wow, ở khu vực này thì mình sẽ mang thêm 3 em, 2 em Titan và 1 em đó là bé Thỏ Ngọc. Wow, đội hình tem bạn khá là cứng cáp. Rồi, chúng ta sẽ thử xem sức mạnh ai sẽ mạnh hơn ai. Mới vào gặp bé Sanderson. Wow, bé Titan hệ mộc của mình đó thì lượng máu lên tới 63.000 luôn nè. Rồi, bộ giáp mình bị mất rồi. Nhưng mà lượng đam của chú ấy khá là yếu. Thử Titan băng xem. Cố lên một xíu nào. 17.000. Wow,
chú ấy hình như là mạnh hơn cái bé kia một chút xíu á các bạn. Sao heo quýnh cái thứ hai mình thấy nó cũng ngang ngang nhau, nhưng mà tính ra là con Titan băng này của mình mới có chỉ, mới có level 32 hả, một cái level khá là thấp. Wow, 12k. Rồi, bé thỏ ngọc sẽ được lao ra. Thôi, cho bé này đi. Chúng ta sẽ cố gắng cho nó lên chữ luôn. Mình nghĩ nó sẽ mạnh mẽ hơn. Mithy, em này là dạng Mithy nha mọi người. Cho nên nó là mạnh mẽ hay là trâu hơn rất là nhiều so với những em bình thường. What? Nó gọi mình có một cái mà hết nửa cây máu rồi. Ôi trời ơi, sống sao đây? Con này chỉ có con này được đam thôi. 18.000. Wow, mạnh dữ. À, bé này máu trâu hơn nè. Cho nó ra nó cưa đi. 20.000 luôn. Ôi trời ơi. Mình nghĩ đâu là quýnh còn hai cái chứ ai ngờ đâu nó gõ một cái một. Wow, bây giờ thì mình sẽ cho một cái bé khác ra để thay thế. Ở đây thì mình toàn là mấy cái em bình thường thôi. Rồi, Châu Xì Tinh Dâu level 27. Oh my god, đội hình tên bạn kia 3 sao. Wow, như vậy thì chúng ta có thể vượt qua cái màn này dễ dàng hơn nè. Lùa dịch bắt đầu. Với sức mạnh của Titan hệ 1, chúng ta lùa một phát 3 em luôn. Ôi trời ơi, cái hiệu ứng gì vậy nè? Nó lao thẳng đến mình và sau đó nó nằm ăn dạ. Wow, bé này còn bá đạo hơn nữa. Di chuyển xong đã đời nằm xả lai nghỉ. Những cái bé rất là đáng yêu luôn. Victory. À, chúng ta gõ 3 hiệp rồi đó. Đội hình này hả ta? Trời luôn. Wow. Để xem. Bé Titan băng của mình được tăng sức mạnh kia. 33.000. Rồi mình hốt xác luôn. Mình hốt nó luôn. Rồi một em đã bị hạ. Bây giờ đến bé Bonnie nha. Chúng ta sẽ xem thử. Wow, mạnh đó. Nhưng mà mình hình như mình mạnh hơn. Xong một em. Bây giờ đến Seji. Seji. Wow. Quất một cái 3 em và hút máu nữa. Mình mới vô mình chưa làm gì nó hết luôn á, mà nó đi hút máu của mình. Đâu có cần phải căng nhau vậy. Rồi, lượm tiền nha. Mình nghĩ là chắc xong nhiệm vụ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ vô trả nhiệm vụ nha. Wow, mình cưa luôn 4 hiệp liên tiếp. Đâu rồi, chúng ta sẽ vào trả nhiệm vụ. Thu hoạch 20.000 thức ăn. Ok, 20.000 thì 20.000. Xong. Win chung list 3 trận quýnh rồi anh hai. Em làm nhiệm vụ đó rồi. Rồi, và hiện tại đó thì mình đang có được 140k điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái sự kiện này nha. Wow, một ngôi sao 5 cánh. Ngôi sao 5 cánh này tạo ra cho mình. Yeah, nó nổ bấy sấy thoải mái luôn đi anh em ơi. Wow, cái 4 nữa. Và mọi người đã chơi sự kiện này đến đâu rồi? Các bạn đã lấy được cái con R này chưa? Không biết sao cái đợt này nó cho điểm nhiều dữ luôn á các bạn. Điểm rất là nhiều. Mình muốn lấy mà mình cũng không biết sao mà lấy được luôn. Đợt này không giống đợt xưa. Đợt xưa thì dễ, đợt nay khó quá chừng.
cần đứng lên nha. Quá wow, một ngôi sao năm cánh nữa. Thật ra phải như vậy người ta mới có động lực chứ. Chứ mà ép quá làm sao có động lực chơi. Đó. Bây giờ mình có thể lấy được tất cả những quả nho. Nho khô, nho chùm, nho ký gì rồi. Bây giờ mình lấy hết. Yeah. Mình lên được level 5 luôn rồi. Và ở cái level 5 này thì chúng ta còn phải nhìn vấn đề cẩn thận một xíu. Làm sao để có thể đưa cái bé này đi xuống nha. Ê quên mất mình nên để cái dành cái năm mà. Ẩu ghê. Ẩu ghê luôn. Đây chúng ta có 5 bộ khớm. Khoan, trên có 4. Rồi, mình lấy cái 5 trước. Đó, chúng ta có một cái cố lên. Bây giờ thì nó nhiều cái quá cơ. Lúc cần thì không thấy, rồi lúc ấy thì quá chừng. Đây, rõ rồi. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một đường ngang nữa. Ơ, sao vậy? Đây có rất nhiều quả nho. Rồi, chúng ta sẽ lấy tất cả những quả nho nha mọi người. Chùm nho khô, nho ký về mình lấy hết. Wow. Ca này có bộ khó nhỉ. Vẫn không được, mình đi kiếm một cái nữa để làm năm cho cái này mà nó không ra. Không thể phá hoại như vậy. Không nghĩ nó lại khó như vậy. Thôi và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã theo dõi video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.